À, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra một cái trang về quản lý bán hàng. Ở đây các bạn có thể đặt tên cho cái trang này, cái tab này là xuất và cũng dùng cái màu nền xanh dương. Các bạn lưu ý đây là một trong những cái tab quan trọng nhất trong các bước xây dựng. Và để có cái tab này, các bạn cần phải có dữ liệu của các tab trước, những cái tab trong nhóm màu xanh lá cây ở đây. Bạn lưu ý giúp mình, tại vì nếu thiếu trong thông tin ở đây thì các bạn có thể không tạo ra được những cái dữ liệu tự động từ hệ thống. Ở đây thì theo nguyên tắc thì chúng ta sẽ có những cái tiêu đề màu xanh dương là các bạn điền bằng tay, những tiêu đề màu đen thì các bạn dùng công thức, chúng ta không nên điền bằng tay, và cái tiêu đề màu đỏ là cảnh báo. Ở đây có một số công thức khá phức tạp, các bạn có thể chưa quen trong lần đầu và mình áp dụng, thì các bạn có thể tải cái file mẫu này trong cái thư mục tài liệu trong cái khóa học, chúng ta về tham khảo trước. Khi nào có tài liệu thì chúng có thời gian thì chúng ta có thể ngồi ngâm cứu lại sau. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cái cách nó hoạt động như thế nào nhé. Đầu tiên các bạn nhập một cái ngày nào bất kỳ giúp mình. Ở đây mình chọn vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 chẳng hạn đi. Hệ thống sẽ báo thiếu và báo nợ. Báo thiếu ở đây có nghĩa là các bạn chưa điền hết tất cả những thông tin ở những cái cột màu xanh dương. Còn nợ ở đây có nghĩa là trong cái quá trình mà mình kinh doanh có cái vấn đề gọi là người ta thu hộ giúp mình. Khi mà các bạn đã nhận tiền xong thì các bạn nên đánh dấu vào cái ô, đánh dấu X vào ô và ô đã thu ở đây bằng một chữ X, thì lúc này hệ thống nó sẽ tắt đi cái chữ nợ ở đây. Còn nếu các bạn vẫn chưa nhận tiền thì các bạn khoan đánh dấu X vào đó. Thứ hai thì mình sẽ nhập một cái địa chỉ phone của khách hàng. Thì các bạn khi thấy là các bạn khi nhập một là cái tên khách hàng và địa chỉ sẽ hiện ra. Ngoài ra các bạn cũng thể nhập mã khách hàng, mã sản phẩm vào đây. Khi các bạn nhập mã thì cái thông tin sản phẩm cũng hiện ra. Các bạn nhập một số lượng khác. Các bạn nhập một cái đơn giá chọn. Đơn giá chọn ở đây có nghĩa là cái đơn giá nó khác so với cái đơn giá mà chúng ta mặc định trước đó. Ví dụ như chúng ta chọn cái đơn giá là 400 ngàn thì cái giá xuất của chúng ta thành 400 ngàn. Nhưng mà nếu chúng ta không chọn thì hệ thống sẽ sử dụng cái giá xuất là bằng cái đơn giá mà chúng ta đã mặc định. Ở đây chúng ta thêm vào cái chi phí vận chuyển là 10.000 đồng. Thì các bạn có thấy là cái giá trị của mình là 1.650.000 đồng. Nếu các bạn đã thu, các bạn đánh vào đây. Ngoài ra nếu có coupon thì các bạn có thể áp dụng. Thì lúc này là tổng chiết khấu cho coupon là người mua hàng sẽ được giảm giá là 82.500. Các bạn cũng có thể sử dụng mã referral và số phone. Lưu ý cái số phone này là phải là nằm trong cái danh sách khách hàng. Khi đó chúng ta thấy là được giảm giá 600.000 đồng và tổng cộng. Ngoài ra nếu có bảo hành thì các bạn nhập vào bảo hành ở đây. Thì đến hạn là 1 tháng 2. Các bạn lưu ý hồi nãy là cái đơn hàng là ngày 1 tháng 1, nhưng mà khi chúng ta bảo hành thì hiệu lực trên đó đó đến là thêm 1 tháng nữa là ngày 1 tháng 2. Ngoài ra chúng ta còn có thể biết được cái giá vốn của đơn hàng này là bao nhiêu và cái khối lượng của đơn hàng này. Khi hoàn tất các bạn có thể xem lại coi là cái thông tin đơn hàng này như thế nào bằng cách nhập mã đơn hàng này vào cái tab bill. Ở đây là mã đơn hàng của mình là 170101-1. Các bạn đánh vào là 170101-1. Các bạn sẽ thấy là những cái thông tin này chúng ta vừa mới điền vào, số lượng là 3. Những cái thông tin ở đây. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất xong cái phần quản lý đơn hàng bằng cái phần mềm bán hàng tạo từ file Excel.